Ở y bằng 5 thì bắt đầu thấy ma dê cháy các bạn. Đấy, nhìn thấy hơi mờ nhưng có thể nhìn thấy cái ngọn lửa của ma dê. Nhưng mà hiện tại chưa thấy ngọn lửa nó đáng sợ lắm nhưng mình vẫn tiếp tục quan sát. Đây mình không phóng to sẽ nhìn rõ hơn, là các bạn nhìn thấy ma dê cháy át chưa? Bây giờ y mình mới tăng lên 5.4 nhưng mà thấy ma dê đã cháy rất nhiều rồi. Đấy. Ma dê nhiệt độ nóng chảy nó rất là thấp nên là đến cái tầm y này nó bắt đầu bị cháy rồi. Mình thấy bắt đầu ngọn lửa to hơn rồi đấy. Mình phải quan sát liên tục để xem tình hình như thế nào. Nấu ấy, một lúc nào đó thì cái mạt bắt đầu ở trên là rơi xuống và cái nào các bạn. Tôi bay rất là kinh luôn. Cái mạt ở trên nó rơi xuống luôn. Này cũng là bị bẩn. Khói bay nghi ngút gì cả. Bay rất lâu rồi và nó hòa tan luôn cả cái thanh quấy và cái cấp liệu trực cấp luôn. Bây giờ cái hơi ma dê này nó không hợp với cái thép mà có hàm lượng nickel và chrome cao. Cho nên nấu hợp kim ma dê trong cái lò cảm ứng này rất là khó chịu luôn. Khủng khiếp. Từ trước đến giờ lần đầu tiên mình lấy nấu mà hơi nó như thế này. Các bạn nhìn này. Nghĩa nhìn này Nghĩa. Khiếp chưa? Trắng xoáy cả là cái buồng lò này rồi. Không còn chỗ nào luôn đây. Rất bẩn luôn. Cái mạt này chính là cái mạt mà anh nói này. Nó rơi từ trên này xuống ấy. Đấy, cái mạt này nó rơi vào trong cái bùng lò luôn. Khủng khiếp quá. Khả năng là sẽ không dám nấu cái hộp kim này trong cái lò này nữa. Thì cái lò này còn rất nhiều, làm rất nhiều cái việc khác. Đấy, Nghĩa nhá, nhìn này, nhìn này anh Quệt này. Đấy, ui giời, nó là một lớp luôn. Một lớp hơi luôn. Đấy, khủng khiếp cái này cơ mà.